À, chào các bạn, hôm nay em sẽ làm bài tập 1 và trình bày cái xử lý là gì, vi điều khiển là gì, kiến trúc bộ nhớ, kiến trúc tập luận vi điều khiển, tập luận vi xử lý, ứng dụng của vi điều khiển và giới thiệu về công bích 16F7. Vi xử lý là gì? Là vi xử lý là một mặt tích hợp có thể xử lý dữ liệu về mặt số học logic theo các câu lệnh đã được lưu trong bộ nhớ và cung cấp dưới dạng đầu ra của vi xử lý chưa được vi xử lý chứa cả logic tổng hợp và tuần tự. Nó hoạt động dựa trên các đa số và ký tự biểu diễn một số nhị phân. Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một con chip. Nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Vi điều khiển thì chính là một hệ thống bao gồm vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành khá thấp. Khác với cái bộ vi xử lý đa năng thì dùng trong máy tính thì nó kết hợp với các các loại vi như là bộ nhớ, cái module tạo ra cái module biến đổi số, sinh tử và tin tử xem số. Ở máy tính thì cái module đun thường được sử dụng với cái chip và ngoài. Về kiến trúc bộ nhớ vi xử lý là kiến trúc von Neumann. Kiến trúc von Neumann là có một có, à, kiến trúc von Neumann là có một bộ nhớ và có một bus để truyền dữ liệu vào ra đơn vị xử lý trung tâm CPU. CPU có thể đọc một lệnh hoặc là đọc ghi dữ liệu của bộ nhớ. Tuy vậy cả hai quá trình là nó hai quá trình tuy vậy cả hai quá trình tương tác với lệnh lọc dữ liệu và không thể thực hiện cùng một lúc. Bộ lọc von Neumann là thỏa đáng, bộ lọc von Neumann là thỏa đáng khi chúng ta quan tâm đến việc thực hiện cái nhiệm vụ tuần tự. Hầu hết các máy tính ngày nay đều sử dụng kiến trúc von Neumann. Chúng ta cần kiến trúc khác khi đòi hỏi cần quá trình xử lý rất nhanh và có thể chi trả với giá thành cao. Kiến trúc Harvard được nghiên cứu tại trường đại học mà nó được mang tên với sự lãnh đạo của Howard Ankay. Ankay đã tách các bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình với các bus riêng lẻ cho từng bộ nhớ. Bởi vậy khi dùng bus điều hành độc lập chỉ dẫn các chương trình và dữ liệu có thể đưa ra cùng một lúc, cải thiện tốc độ so với trên một bus. Hầu hết các bộ xử lý deep learning này đều sử dụng ngay bước này. Kiến trúc tập luận xử lý là có hai kiến trúc tập luận xử lý là read, shift. Với shift thì tập luận tuần luận phức tạp các bộ xử lý x86 nguyên đang hoạt động dựa theo nguyên lý shift, số lệnh lượng lệnh khá nhiều, chú trọng về cứng. Với tập luận viết thì tập luận đơn giản các bộ vi xử lý của Pentium quen theo hoạt động dựa theo nguyên lý của RISC, tập luận rút gọn, chú trọng đến phần mềm. Ứng dụng của vi điều khiển là vi điều khiển được dùng để xây dựng các hệ thống nhúng, nó xuất hiện khá nhiều trong các thiết bị điện tử, máy giặt, lò vi sóng, điện thoại, đồ đọc DVD, thiết bị đa phương tiện hay là di chuyển tự động. Giới thiệu là vi điều khiển BIC M1687. BIC là một họ liên vi điều khiển BIC sản xuất bởi Microchip Technology. Dòng BIC đầu tiên được ra đời là BIC 1650, phát triển bởi Micro Electronic Division thuộc General Instruction. Thì đây là hình ảnh chiếc chân của vi xử lý 16F87, gồm có 40 chân, 5 bọt A B C D E, hai bộ nhớ định thời, 8 kb ROM, và 368 byte RAM, 256 byte SROM, một bộ biến đổi ADC, một bộ nội ADC 10 bit và 8 gỡ vàng. Sau đây là phần trình bày đến đây hết. Em xin chúc quý vị.